Xin chào cả nhà. Đây là một em G410. Hàng VIP, hàng tiễn bên em mới về nha cả nhà. Đó, cả nhà có thể xem ngoại hình con máy ha. Đây là Lam Sơn, Lam Komatsu Gen Now, Lam Latin đời đầu. Rin theo máy, xích 325, xài đồng tiền. Đi giật máy nè cả nhà. Đẹp chưa? Rồi, bây giờ em sẽ mời cả nhà xem tất cả bộ phận lồng máy bên trong nha. Bên trong phần mặt giật này là cái hoa lăng nha nha. Đó, hoa lăng cũng như cuồng điện. Đây là phần thân con máy đã khi được đã tháo bộ áo ra ngoài hết rồi. Thì cả nhà có thể xem qua. Đó, đây là phần lốc máy nè. Lốc, hoa lăng, điện. Đó. Rất là đẹp. Một con G siêu VIP. Bây giờ em sẽ mời cả nhà xem bộ phận từ trong ra tới ngoài nha. Đó, bây giờ mình mở ghi ra. Con này thì được bên Nhật rất là sử dụng hoặc rất ít là sử dụng, và có thể là bên Nhật không biết sử dụng nên bỏ luôn, có thể nha. Đây là phần bê tông máy đó, vỏ bê tông chưa đóng khói nha cả nhà. Thì cả nhà thấy xem đó, chưa đóng khói ha. Cái miệng bô thì nó hơi đóng khói nhẹ ha, cái này là do chạy gô ra, do thằng bên Nhật nó chạy gô đai ha. Quả bê tông vân ngàn đó, để em zoom sát cho nhà xem. Quả vân ngàn cực kỳ đẹp, zoom sâu vô nữa đó. Ok chưa, vân ngàn. Máy chạy như thế này thì quá ok, bộ nó chưa đóng khói hoàn toàn nữa nha. Máy này thì nó giỏi lắm, nó chạy chừng nửa thùng xăng của máy này. Đó, mặt trước ha nha. Đó, cái hầm gồng mà nó bỏ giết mà nó còn đóng phấn luôn nè. Nhìn thấy ha. Đó. Điện phần nồng nè cả nhà. Đó. Đã chưa? Nồng sáng nha. Bên này thì nồi cũng như là cái mã số máy nó dưới này ở G410 bánh dập băng rất là đẹp. Này thì nó xài đồng tiền nha, đồng tiền 325 đít máy nè. Máy này thì không chê vào đâu được đó. Quan trọng là giá cả thôi ha. Rồi bây giờ em sẽ gáp từng bộ phận vô, tới bộ phận nào thì em sẽ chỉ cho ở nhà bộ phận đó nha. Phần đầu tiên sẽ gáp vô đó là bộ phận bên này, bao gồm công tắc cũng như là bình xăng con le ha cả nhà. Đó, và đây là bình xăng con. Bình này thì của hãng Wambo Nhật nha cả nhà, da băng. Đó. Nếu là của Thái nó sẽ đóng Thái, của Trung Quốc nó sẽ đóng Trung Quốc, China nó sẽ đóng China. Đó. Nhưng mà những con G này á, đặc biệt nó là 100% của Nhật hết, tại nó thuộc hàng nội địa mà. Tốt nhất cho thị trường nó xài Wambo bình xăng con. Bình xăng con này thì đã được em xúc rửa rồi ha cả nhà. Đó, đây. Số nó đây nè, Wambo. Le đồng tiền thì còn rất là đẹp nha, vàng. Máy thì cái quả bê tông nó chưa đóng khói mà. Rồi bây giờ sẽ ráp nó vô nha. Rồi, bên này là dây công tắc máy nha cả nhà. Những con máy này trên thị trường khá là hiếm nha cả nhà. Nó hiếm không phải gì là không có máy, nhưng mà có rất là nhiều máy luôn, nhưng mà những con máy đẹp rất là hiếm. Đó. Cái này thì những anh em thợ đồ cũng đồng ý với em một điều là máy dòng máy G410 này có rất là nhiều trên thị trường, nhưng những con máy đẹp cỡ như những con này rất là hiếm. Hiếm có trên thị trường.
này nó hiếm ở chỗ là nó hiếm cái độ đẹp mấy cái nhà, chứ máy thì rất là nhiều, thị trường rất là nhiều loại máy, rất là nhiều dòng đó. Như vậy là xong, mình xong phần công tắc ha. Dây điện thì nữa mình đưa lên đây ha, nhưng mà khi cái này là nữa mình gắp sau. Rồi, máy rất là đẹp, nhà có thể thấy gắp vô chi tiết nào là dòm đáng tiền chi tiết đấy. Ok, bên này là phần mặt giật như thế nha, đó, dây giật nó nè, máy thì nó gần như mới mà, da băng nó đóng này nè, dây nào da băng nè, nha. Máy móc bên em thì riêng 100%, và đặc biệt những con máy này là giá trị cao, đó nên khách hàng mình coi đồ, nó mình cũng kỹ giúp em một cái. Ha, tại bên em làm rất là kỹ. Coi con máy này khoan hả điện em, cần coi hết video đi ha. Mình hả điện. Để nhiều khi mình coi nửa chừng á, thế lại hỏi máy này zin không, lô không, chỗ nào zin, chỗ nào lô ha. Mình cứ coi video kỹ, tại bên em làm video rất là kỹ cho khách hàng nào một là chưa biết máy cũng có thể nhận biết được đồ zin đồ lô, và những anh thợ gặp em cũng rất là phái. Đây làm đồ rất là kỹ. Kỹ càng gì mình bán trên này nó thực tế hết nha. Tại vì một là khách hàng ở gần thì nó dễ, còn ở xa khó lắm. Mua một con máy ưng ý rồi nó khó lắm cả nhà. Nên rất là kỹ. Phải nói là những bác đó phải nói là rất là hay. Bên em thì gửi hàng, cứ nhận hàng kiểm tra test thoải mái. Đây là xong phần mặt dịch nha cả nhà. Đó. Rồi, quay bên này. Đây là phần bô máy. Đây là bô máy nha cả nhà. Mặt bô nha, con này thì còn mặt bô nha. G410 thì nó sẽ có nhiều đời nó không có mặt bô này đâu nha cả nhà. Nhưng mà được cái con này, lựa được con này đầy đủ, không thiếu gì hết. Máy nó để viết mà cái phần lồng này nha, thấy không? Lên móc luôn nha, để thấy ha. Lên móc trắng luôn. Bên Nhật có mua đồ gì chủ yếu là một là dân xài gia đình nhiều hết cả nhà, ít lắm. Có những con máy mà không biết xài á, bỏ luôn. Mua gì có những con máy không biết xài bỏ luôn, không thôi là mua gì gáp lâm, gáp sinh ngược, cưa không ăn cũng bỏ luôn. Đó. Bên Nhật chủ yếu là dân xài gia đình không à. Máy nè. Máy mà cái nòng mà bỏ mình lên móc. Tiếp theo là phần dàn áo nha cả nhà. Đó. Đây, dàn áo zin. Đẹp chưa? Đó. À, trên này là thông số nha cả nhà. Này là chắc là tỷ lệ pha nhớt nè. Dưới này là nhớt. Nhớt chạy bơm nhớt lam á nha. 10W30 nè, cái này cấp nhớt nè. Này cái này Việt Nam mình nhìn là biết liền nè. Này là tỷ lệ pha nè ha, những này cấp nhớt. Cái này thì để này để cho bên Nhật thôi chứ Việt Nam là không cần thiết, cứ nhất cũ là bơm vô máy mà xài ha. Đó, còn mà dạng như VIP nữa thì chơi nhất mới, nhất ga lam á cả nhà. Còn nhất hai thị thì rất là nhiều loại, bây giờ thị trường thì cứ nào mắc nhất là xài thôi ha. Dây nào cho băng, dây nào cho băng không ok hết, tháo này ra. Đó, đây dây nào cho băng ha. Rồi bây giờ gắp dàn áo vô. Đó. Cái máy Nhật ở nhà có thể nhìn thấy ha, chi tiết đồ nó làm tỉ mỉ. Cái này là úp dàn áo vô là vô khích chịch luôn.
ARK. Máy này giống như nó xài nó chạy hết gu đài, nó mới thay quy mới xong nó bỏ máy nha. Lọc ha, đây lọc gió vô đẹp trai liền. À, cái dòng G này nhiều bác xài á, em thấy là như thằng như bên Nhật này nó xài nó cũng gáp ẩu nè, cấn này nha, thấy không, cấn gốc này ha. Này thì úp vô đó, nó vô móc trên, úp vô mình đẩy này vô đó, vì là vô móc chưa, nó chưa vô móc nữa nè cả nhà. Đó, như vậy nó vô móc nó khít nè, thấy không. Nó có cái khớp năng đường viền á. Đang gắp máy gần mé sông á nha, phong cảnh hữu tình nên hơi ồn, cả nhà thông cảm nha. Đó, cả nhà mình xem lại con máy á. Nhìn áo sóng đồ nó liền lạc đã. Máy này thì nếu mà chưa có chủ nào bợ thì chắc để chân tiệm Tết. Đây là cái ốp lam. Đây, dây nào dây băng nè. Nè, cạn thắng nó cũng để ha. Con này thì nó không có phá xích nha cả nhà. Tháo rồi. À, dòng này nó không có. Đây. Điểm còn luôn nè. Đã chưa? Đây thì tháo ốc này định vô thôi. Bây giờ sẽ ở trong xăng cũng như là nhấp vô. Cho con máy này nó nổ cái nhà đi nha. Ok, em sẽ gắp làm xích sao ha. Máy móc bình làm rất là khít, nhào máy đẹp quá đẹp. Rồi bây giờ em sẽ châm xăng cho nhớt vô và nổ con máy này cho cả nhà nghe nha. Máy này thì em gắp làm sơn nhưng hoàn thành nha cả nhà. Đó, cả nhà có thể xem màn hình con máy. Con này rất là đẹp, máy VIP. Những ngày Tết là bên trong xăng gì toàn máy VIP không. Đây là cái ốp lam. Con này thì nó là lam Latin, Komatsu, dàn nào lam Latin. Làm đời đầu Latin cực kỳ dày, các nhà có thể xem ha. Nó xài xích 325 nha các nhà. Máy thì xài đồng tiền, rất dễ thay thế. Rồi bây giờ mời các nhà nghe tiếng máy nổ ha, không lăn tăng thêm nữa. Nổ máy. Đất thì mình gạt xuống ha, gạt lên cái dòng này nó nhảy vậy là nổ tiếp dòng hè mà ga ti là ghiệt. Rồi khách hàng nào ưng con này thì cứ liên hệ bên cửa hàng anh em ha, G410. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 11 tháng 1 luôn. Đó. Rồi clip đến đây nó kết thúc, giờ xin chào nhà, hẹn nhà tiếp lần sau.